Hello, chào tất cả mọi người nha. Mọi người xem lông mày mình vừa thực hiện xong này. Này, không hề có nước mô, không hề bị kiểu gì máu ra đâu mọi người nhìn này. Không có gì một tí mực nó luôn đấy. Vừa thực hiện xong nhá. Bình thường là mình sẽ livestream khi mà hoàn thiện xong cả hai lông mày. Nhưng hôm nay mình livestream đây cho mọi người biết là cái lông mày bên mình ấy không hề có nước mô, không hề bị gì gì cái mực ra cái bông đâu. Mọi người nhìn bông nhá. Đây, nhìn cái sợi bông này. Đấy. Đấy, nhìn cả góc nghiêng đây. Đấy, còn bên này là lông mày của chị ấy làm trước làm nơi khác rồi bị chỗ đỏ hết đây này. Đấy, bên này mới đi khung thôi ạ. Cho mọi người nhìn này để biết được, không lại nhiều đứa nó cứ vào bảo là ôi giời chắc là làm lâu rồi xong rồi livestream lên bảo vừa làm xong đây, mọi người xem. Đó, chị mở mắt lên đi. Mắt thì xinh, cứ nhắm mắt làm gì. Đẹp lắm này. Mà da chị ấy là cái da, đây chị nhìn thẳng lên tí này. Cái da của chị là cái da rất rất là nhạy cảm đấy mọi người nhìn này, lỗ chân lông rất là to, thế mà mình phun còn không bị nước mô nó biết ra đâu mọi người nhìn này. Đó, quay các góc cho mọi người xem đây, quay xa xa là thì cho mọi người xem này. Tôi vừa thực hiện phun lông mày trong vòng 5-10 phút thôi mọi người ạ. Một bên này này, cái lông mày bên mình là rơi vào tầm 15-20 phút ạ. Bên này này, nhìn bên này chỗ đỏ phát chán luôn, xong lông mày mọc linh tinh nữa mình phải tém vào hết đây mọi người nhìn. Bên này là bên đã hoàn thiện đây, quay sát vào đây, mắt mắt mở ra đẹp thật. Tôn được cả cái lông mày luôn, đầu giữ nguyên mọi người nhá. Bên mình chỉ thích kiểu làm tự nhiên thôi chứ không thích làm bị rõ bị đậm lên quá mọi người ạ. Không thích làm xong cái viền viền nó đen xì đâu. Đây, viền bên mình rất là nhẹ. Đó. Nhìn xinh hẳn luôn, ôm vào mắt này. Ôm form này, còn cái chỗ mà hơi 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 đỏ đỏ này này là cái vết cũ đấy. Đây. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Nhìn lên trên nào cho mọi người sẽ tham khảo. Chào tất cả mọi người nha.